Chiều ngày 26 tháng 1, mùng 5 Tết, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn, làm chết 89 người, bị thương 111 người. So với cùng kỳ, giảm 12 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương. Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra nhiều nhất với 147 vụ, lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 4 vụ và đường thủy xảy ra 1 vụ. Theo thống kê, số vụ tai nạn xảy ra nhiều nhất tại các tuyến quốc lộ, chiếm đến 30,61%, các tuyến đường huyện chiếm 25,85% và thấp nhất là trên các tuyến cao tốc, chiếm 1,36%. Theo Thượng tá Phạm Quang Huy, các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu vào khung giờ người dân đi chơi Tết. Các khung giờ trong ngày xảy ra tai nạn giao thông nhiều, gồm 0 đến 2 giờ, 14 đến 16 giờ, 18 đến 22 giờ. Có đến 83 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong các khung giờ này, chiếm 56,46% về số vụ, làm chết 55 người và bị thương 60 người, Thượng tá Huy cho biết. Về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, công an các địa phương đã cập nhật nguyên nhân của 41,5% số vụ tai nạn, phần lớn do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định hoặc không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách với xe đi liền trước. Đáng chú ý, có 2 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, chiếm 1,36%. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn đã giảm sâu, như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 xảy ra đến 16 vụ, hay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 xảy ra 7 vụ, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông thông tin. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết thêm, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu giảm sâu như vậy là do ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người dân được nâng cao. Thêm vào đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường việc kiểm tra nồng độ cồn ngay từ trước Tết và duy trì liên tục trong thời gian nghỉ lễ. Việc cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết nhằm nâng cao ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe cho người tham gia giao thông, tạo thành thói quen tốt và hình thành văn hóa giao thông.